với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhận chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày. Và ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem tin tức mới nhất cho ngày hôm nay. Bảo Ngọc bị chê sống giả tạo, Hoài Lâm cảnh cáo người dùng Facebook đừng đụng đến vợ con tôi. Nhiều lần đối diện với thị phi, nhưng có thể nói đây là lần đầu tiên Hoài Lâm lên tiếng khi gia đình nhỏ của mình bị xúc phạm. Cách đây ít giờ, Hoài Lâm thể hiện sự bức xúc trên trang cá nhân khi bà xã của anh Bảo Ngọc bị bôi nhọ danh dự. Cụ thể giọng ca như phút ban đầu chia sẻ lời miệt thị của một người khi nói về vợ mình. Etifan cho biết Bảo Ngọc là người sống giả tạo và hay nói đạo lý trên mạng xã hội. Người vợ tàu khang đạp đan tháo vát tài giỏi, luôn hết lòng vì chồng con, luôn đồng hành cùng chồng trên mọi nẻo đường, lo đủ thứ việc để chồng yên tâm tập trung chuyên môn. Bản thân cũng biên tập, nói đạo lý tình nghĩa tình yêu, cứ như thế ai vớ được làm vợ thì có phúc lắm luôn ấy. Những lời lẽ khiến Hoài Lâm vô cùng bức xúc, ngay lập tức con nuôi danh hài Hoài Linh lên tiếng đáp trả. Anh cảnh cáo Antifan hãy tránh xa gia đình mình. Tôi là gì cũng được, đừng đụng đến vợ con tôi. Ác giả ác báo. Nói gì nói cho đúng. Có thể nói dù đối diện với nhiều thị phi tai tiếng, nhưng đây là lần đầu tiên Hoài Lâm thể hiện sự bực tức lên mạng xã hội vì xù lông trước Antifan để bảo vệ tổ ấm của giọng ca như phút ban đầu nhận được sự đồng cảm. Sau một năm ở ẩn và tạm ngưng sự nghiệp ca hát, Hoài Lâm đã quay trở lại con đường nghệ thuật. Dù hào quang giờ đây tạm xa chàng trai 24 tuổi, nhưng với tài năng và bệ đỡ vững chắc từ cha nuôi Hoài Linh, người hâm mộ hy vọng anh sẽ sớm lấy lại phong độ trong tương lai. Cũng trong thời gian qua, vợ chồng Hoài Lâm công khai diện mạo hai công chúa nhỏ đến với người hâm mộ. Vẻ ngoài bụ bẩm đáng yêu của hai ái nữ nhận được nhiều lời khen. Đánh đổ sự nghiệp để giữ vững tình yêu với Bảo Ngọc, Hoài Lâm chứng minh anh không hề hối hận vào quyết định của mình.